là một con lợn. Đây, mọi người nhìn rõ chưa? Chưa. Vâng. Chào mọi người nhá. Vâng, chào chị nhá. Lợn này chuẩn 30 cân rồi đó. Dương nạc cái nó này phải kiểu to mình ngon làng rồi. Nhưng mà bác chùa đấy như kiểu con khủng mà. Mong bật, mong bật. Mong bật sao? Không tránh được đâu. To quá. Đây cho bóng đây hơi tối này, hơi tối này. À, không cho nó đạn này cũng được thì không được. Đông vui. Hello, hello, xin chào anh em của Tato, Tato. Đây cạnh sông Bôi mọi người á. Ở đây thuộc về xã Mỹ Hòa mọi người ạ. Xã Mỹ Hòa, sông Bôi. Rồi. Không phải như ý là nó không sống quá, nhìn cái rượu mà nó khỏe lắm. Ai chắc cái nào một cái đĩa nhỉ? Con này là to quá nên nó không phải nói là cực kỳ lâu luôn. Đấy cái đĩa này. Đó, ấy thì đã làm. Đúng rồi. Cúng làm cái cúng thổ công Hà Bá đi. Để anh em ngồi ăn cho ngon. Cho cả một cái mâm được chị này. Cho cả một cái mâm này, mâm sạch đấy là chuối được mà. Nhưng mà đến lúc thì cũng mâm súng lợn thôi mà. Con lợn này thì nướng bao lâu thì xong rồi bác? Con lợn này nướng bao lâu? Hơn 2 tiếng à? Quay hơn 2 tiếng. Xin chào anh em. Đấy. Tôi là người đẹp trai nhất hôm nay nhá. Đúng rồi, anh này là anh này là anh Đạt, anh đẹp trai nhất ở đây và anh ấy to con nhất ở đây. Ok, chuẩn. Bạn người đâu mà nói chuẩn? Nào, anh Quyền đấy. Rồi, anh Quyền có một bóng à? Mọi người nhìn hấp dẫn chưa? Quá hấp dẫn luôn. Đấy. Quá hấp dẫn luôn đúng không nhỉ? 60 mâm chục người vào, 6 mâm là... Khoác, khoác. Cái thủ lợn. Kim chưa, kim chưa? Thế nhỉ, thế nhỉ? Hả? Thế nhỉ? Bỏ thang lên nữa. Đây đây thì chặt từ lúc nó còn nóng thì nó ủ lại nó chín. Cái lợn này quan trọng nhất là phải làm được kín, bởi vì nó chín thấm hơi. Thở hơi là nó xì như này ngoài nó gọi là chín hết rồi đấy. Xương cánh ngoài nó có. Cái này nó mềm nữa. Anh Tùng ơi. Về lấy rượu tí đây. Về lấy rượu vào đây anh nhanh. Về hương ở chỗ toàn cái có một thủ ở đây chỗ số len kẻ cầu nhỉ. Không rượu nước ngọt vào đây đó. Anh xem chỗ nào chín anh băm cho em một miếng này nó đặc sản Gỗ Mường là lá chuối mọi người ạ. Đặc sản Gỗ Mường là phải nót lá chuối nhé. Anh tỉnh anh Huy ở trong cái bếp nướng đấy nó ấy được không? Nướng được không? Được mà. Đấy, những cái đồ sống mình mang về thứ nhất là nướng, hai là chiên lên, chiên bằng dầu mỡ. Nhưng mà sao nó nhiều quá rồi. Quá miếng nữa. Quá chín luôn. Ôi, bỏng hết rồi. Thôi bông nó chặt ra này. Quân về à? Rồi thì về nhanh lên tí, quân đi xem mặt ô tô ra với các bác. Còn so cái nào sống để bỏ ra mà đun cháo nhỉ? Đun lúc ăn bún. Cái đâu? Tâm là mong sẵn là em anh em trong nhà luôn con bánh mía đây hôm qua anh to đấy to hả? Ông Mạnh Tôi riêng kia lại cho nhé. Khép cửa vào nhá. Hết rồi. Chè cháy giòn. Không được cắt tự được. Đây là em mắc mật. Cho sạch được. Ở đây nó có một cái dụng riêng tên của đơn giản, nó rất là nó giống bánh. Anh ơi phải đứng theo bên này. Đấy nó ngược sáng. Đây là đúng là lợn lường, lợn lòi đấy. Này lợn lòi đúng gì? Lợn lòi đúng không? Rừng thả rừng đấy. Ăn chuối, ăn khoai, ăn ngô. Chuẩn luôn. Không có một tí cám nào hết. Chuẩn luôn là lợn thả rừng. Đúng không? Không có cám cò. Không có cám đâu. Ăn ngô, ăn khoai. Ăn rau, ăn cỏ. Đục đất. Chuẩn lợn gọi là lợn thả rông mọi người. Lợn rừng, lợn rừng thả rông. Đây ăn nếm là ngon đấy, mà vừa muối chứ. Ngon. Lấy chồng nhá. Nhớ nhá. Đâu một đồng chí. Anh kê cả xe luôn. Không, cái này nó cũng phải là anh. Vợ vợ không? Em không liên quan gì. Nghĩa là chẳng hạn như hôm rồi thằng Hiếu đấy, một anh em nó làm ở nhà, nhưng hôm nay chỗ đã liên quan đến em ơi, em bảo vợ trên mà chơi cái này. Vâng này, đi chơi em. Con kia này đây. Đi học con kia đi à, Hiệp ơi. Vợ cò ấy. Thế nếu mà ở với chị con chơi, vợ con chơi là má. Con đây em, Mạnh. Anh cho em hỏi một chút, năm nay anh được 45 tuổi chưa nhỉ? Báo cáo với sếp là năm nay anh 47, anh giải phóng miền Nam. Giải phóng miền Nam, thì từ nay anh làm nghề này anh băm chặt được tầm khoảng độ đến 3-40.000 con chưa? Chắc cũng tầm đấy, chắc hơn tí. Ok, thâm niên rồi. Thâm niên rồi, thâm niên rồi. Ngày nào anh làm nhiều nhất là bao nhiêu mâm cỗ anh? 130. 130, chắc ít thế. Thì tầm đấy thôi. Nếu nhân số lượng này mấy chục năm thì cũng nhiều phết đấy anh nhỉ? Cũng nhiều phết đấy. Một con một năm là khoảng độ 5 tấn gà. Thế thì anh là bên nhà hàng gì anh nhỉ? Cơ sở nhà hàng mình là tên là gì anh nhỉ? Cơ sở nhà hàng mình là Bình Trinh. Trinh đây, Bình Trinh. Cơ sở ở đâu anh? Cơ sở của mình ở Kim Bôi. Kim Bôi à? Em nghe tên Bình Trinh này rất là nhiều, hôm nay mới được gặp anh. Về chỗ văn phòng của em xin cảm ơn anh chị nhé. Bữa tiệc ngày hôm nay. Cảm ơn sếp. Vâng ạ. Tin tưởng nhà hàng. Vâng ạ. Có gì thì cứ alo nhé sếp nhé. Vâng ạ nhất trí. Khẩu mâm ở tối như lái chiều hơn nữa. Em ơi lái gì? Đây roi đây 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 rồi đây rửa rồi cũng hay chị Ngọc đâu chát sao bố à sao lại chát nhìn ngon lắm rồi ạ. Mình sẽ lạng sơn quay lợn hôm nay là bãi đóng Kim Bôi quay lợn nhà hàng chụp đi bố. Đấy, đây con kia rồi. Không đi là đây. Chị đâu? Cháu đâu? Anh à? Không rồi. Em sao chị xuống anh? Vâng, chào anh. Chào mấy anh em. Quay. Quay anh. Anh tự làm. Còn hơn nhà hàng. Anh ơi. Ban ngày đây như này. Chào anh. Chào, như sao? Từ năm nay sẽ không có chuyện ngập nữa. Các con suối nhỏ thường tiếng suối con chảy rồi qua cầu lạng đấy, cầu lạng chảy. Càng về sâu thì nó càng to. Đang trước có chơi, đèo che chơi. Chuyên đi ăn chơi thôi. Em bảo em nhé. Em thả người nhà mình nhặt đi xuống. Ai bảo chị bảo đổ bối một cơn đến mời xuống anh đến muối muối nó là đồng bào đổ khối vào bảy cái mâm vào được mình đánh đánh mấy mâm bảy mâm mâm cho nó thoải mái. Thế nó phải đẩy xong đâu kéo nó biết. Vâng vâng. Mới kéo ra lá nó kéo dần mà. Vâng. Có 5 mâm. 6 à? 6 thôi, 6 thoải mái rồi. Sạch lá ngay thế này. Ờ là cái canh đổ nó điện rồi em đánh. Hay là sạch lá bây giờ đổ như bây giờ. Thôi thôi, chà phải ấy ra. Anh chỉ có băm chặt thôi. Hải cu mì ăn bảy xuống, người ta gọi ăn bốc bảy thơm quá nhỉ, ăn bốc nghe ăn bốc mới ngon. Ăn bốc rượu cả can nữa mọi người nhá, rượu cả can. Bảo về lấy một cái chiếu nữa đi. Bảo mọi người nó về lấy cái chiếu nó có hai. Hay ai chạy về phi xe về đi đi. Xem bát đủ cho lấy thêm nha. Bát đô 40 cái rồi. 40 cái rồi. Không 50 cái. Đếm em được 40 người không? Sao đó? Đấy sẽ là sự gì? Cá này nó là không có nổi. Không không. Cái này chỉ không có. Rồi hầu ở đây luôn đây rồi. Quay. Đậu mực lắm con ít. Hay. Các mẹ vẫn nên bảo hóa cho là được hết. Đủ cho. Đủ tiệc trâu được. Muối ăn thoải mái. Thoải mái. Không lo thoải mái mới được hãy. Nó có nó một điền lại thế được. Nó có đặt cò chứ à? Còn dâu ai về đến nhà con lấy ở trên nhà có. Hôm nào kiếm được con bê lấy về á, quay. Bê thằng ấy nó về lấy chiều đấy, cậu ấy. Anh Bình nhà bê quay với chín đấy nhỉ. Bê về bìa ấy nhỉ. Nhưng mà nó lâu lâu đấy. Thế quay hoa quả sơn nó quay mà Hoan đến đâu được 40 quay không được. Không được. Không được có 40 bát thôi. 40 hay 50 cái. Cái này chỉ cần gì bát nguyên đũa được rồi. Ê, mong rồi. Chứ cái chân này mới đi à? Ăn luôn đi. Làm gì có cái gì vứt đi. Cái mông này. Đồng quá. Rất đông anh em nhé, đông như chảy hội luôn. Con để em điều phối. Cũng phải tăng cường thêm bóng điện nó hơi tối. Chủ trưởng của đội thế sao ông kia lại lấy chồng cô nữa? Con ơi con đi gọi em đấy chứ. Em cô thôi. Con ơi đi gọi em. Chú xinh đẹp. Em không cắm luôn được à? Các con ơi, con vào bơm đi. Rồi, lấy dây điện buộc luôn nó vào. Em nhờ bếp với để. Anh em ngồi đi, không ăn được làm gì nhiều ăn. Rồi cái điện thoại đấy cầm đèn. Hôm nay là cứ như là đám cưới vợ chồng nhà mình với mọi người nhá. Đấy, được không? Em đây. Em đây. Cái gì ở đâu bỏ? Chị xin ơi. Rồi em cái rượu gì bỏ vợ em đấy. Sau có cái mà. Lấy chén. Rồi, chào khán giả nào. Mai giờ ăn sớm nhé. Đi đâu Nam không ngồi gần, hôm nay không ngồi gần Nam là thế nào? Sang ngồi bên này chị tính. Tôi chết rồi. Bớt đi anh bảo điều không kìa. Em thấy chia ra cái tử. Bạn đây bạn. Mình nhỏ. Chuột. Lại bảo. Đâu nhá. Có bạn gái tới đây. Bạn thì nào ăn mê ra không mê được. Đây nhá, xin chào mọi người nhé. Mình xin kết thúc video đây để mình cùng gặp việc với mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo của Cuộc Sống Du Mục nhé. Bye bye.